Chào các bạn, rất vui mừng được gặp lại các bạn trong chương trình giới thiệu vật phẩm phong thủy của Pizento, thương hiệu hàng đầu trong tư vấn và cung cấp vật phẩm phong thủy trên khắp cả nước. Chắc hẳn có rất nhiều người ở đây không biết rằng, gỗ hóa thạch nhìn có vẻ giống như cây gỗ, nhưng khi chạm tay vào sẽ cảm thấy độ mát lạnh. Gỗ hóa thạch được chế tác thành những vật phẩm phong thủy đặc biệt để mang lại may mắn, giàu sang, trấn trạch, xua đuổi tà khí cho người sử dụng. Đối với mỗi loại màu sắc, mỗi trụ gỗ hóa thạch sẽ phù hợp với mỗi bản mệnh riêng trong số đó. Trụ gỗ hóa thạch trắng nâu được xem là phù hợp với người mệnh kim nhất. Cùng tìm hiểu xem trụ gỗ hóa thạch là gì và công dụng của nó trong phong thủy nhé! Còn được gọi là gỗ hóa đá, là một loại đá được hình thành từ các thân cây đã bị chôn vùi dưới lòng đất trong lớp trầm tích hay thạch nham núi lửa. Sau đó, phần nước ngầm giấu chất khoáng chảy qua lớp trầm tích khi gặp thân cây tạo ra các phản ứng hóa học. Khi quá trình này được diễn ra liên tục qua hàng trăm triệu năm sẽ khiến cho thân cây gỗ chuyển sang hóa thạch và biến thành đá. Không chỉ riêng gì trụ gỗ hóa thạch mà hầu hết các loại đá hình thành trong tự nhiên đều mang cho mình một công dụng khác nhau. Trụ gỗ hóa thạch có khả năng trấn tà, trừ ám khí nhờ một nguồn năng lượng mạnh mẽ ẩn chứa bên trong. Trụ gỗ hóa thạch mang nguồn năng lượng dương tích cực mạnh mẽ, nó có thể trấn áp lại tâm ma mang năng lượng âm, vì nguồn năng lượng dương mạnh mẽ này có thể áp chế, tiêu diệt cũng như loại bỏ năng lượng xấu. Vì vậy, trụ gỗ hóa thạch phong thủy được sử dụng giúp cho người sử dụng có thể tránh được tà ma, nó hạn chế những rủi ro, đem lại may mắn và thành công cho cuộc sống. Bên cạnh đó là những công dụng vì sức khỏe mà trụ gỗ hóa thạch mang lại, như hỗ trợ bồi bổ cơ thể, tạo ra sự khỏe mạnh dẻo dai, tạo ý chí cho cuộc sống, biểu tượng của sức mạnh, sự cứng cáp, khả năng giúp chủ nhân loại bỏ mọi chướng ngại cho cuộc sống, được xem như vận may cho kinh doanh, thuận buồm xuôi gió, làm tăng tuổi thọ và hỗ trợ hệ thần kinh vững vàng, tăng sự kiên trì và kiên nhẫn. Trụ gỗ hóa thạch có tác dụng rất tốt cho người bị bệnh khớp, viêm khớp, đau lưng, nhức mỏi, viêm cột sống. Ngoài ra, gỗ hóa thạch màu đen giúp ngăn cản sự phát triển của mầm bệnh, cải thiện chức năng của thận rất hiệu quả. Trụ gỗ hóa thạch có khả năng giúp bình ổn tâm lý, nên khi chúng ta tiếp xúc với những người sử dụng đá gỗ hóa thạch, bạn sẽ thấy ở họ có một sự tự tin, điềm đạm. Trụ gỗ hóa thạch cũng có tác dụng thu hút tài lộc nên rất phù hợp đối với những người kinh doanh, kích thích sự sáng tạo, phát triển tư duy nên cũng hợp với người làm nghệ thuật. Đá gỗ hóa thạch không chỉ tốt cho phong thủy và sức khỏe người sử dụng, nó còn được sử dụng rất nhiều trong cuộc sống hiện đại ngày nay. Ở Việt Nam, gỗ hóa thạch được sử dụng để trưng bày ở dạng thô nguyên thủy, làm đồ mỹ nghệ, đồ trang sức. Vừa rồi là những ý nghĩa phong thủy của trụ gỗ hóa thạch trắng nâu cho mệnh kim, hy vọng sẽ giúp ích ít nhiều trong việc lựa chọn vật phẩm theo đúng mong muốn nhu cầu của các bạn. Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc hay có nhu cầu mua vật phẩm phong thủy, hãy liên hệ ngay theo hotline 0964 519 258 để được hỗ trợ nhanh nhất. Thường xuyên truy cập vào website pizento.vn để tham khảo thêm nhiều sản phẩm khác nữa nhé.